Xin chào tất cả quý nhà mọi người đến với phần tiếp theo của lễ chụp cốc pháp, chụp binh mã và chụp vong nhá. Quý vị bấm đăng ký đón xem những video tiếp theo nhá và bấm chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá. Đấy, hôm nay là then hồng nhá, then lường nhá, then liền, then mới. Đây là phần của thầy Tào Dương và thầy Tào Khánh đang trên đường đi lấy lệnh chụp cốc pháp. Cái gì nhỉ? Phần gì nhỉ? Lên trên đường đi lấy gì cơ thầy? Bây giờ là bắt đầu lên đường là đi đi với thánh lấy sắc lệnh. Lấy sắc lệnh. Và đi chuộc binh. Vâng. Chuộc hồn. Mà nông tổng mà. Mà con đâu mà
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mơ mơ tung đây chào mơ mơ.
mình đã tạo đầy tròn thầy và tên pháp mau pháp lực chẳng từ lại mà từ vô cầu chu lệ mo cứ cùng bộ khâu vô cầu vì là lực cứ kinh từ đôi này ngài mình bó chào cải nhân lời nhân phải tạo trở lại phần cứ ôi đâu là tiền trần thì nay mo thì lâu tình già áo trên tinh còn là dấu chín thuộc phát ngô mà còn ngày mo lư thiền ô phát lăng hạ tạp là trên tiền đạo thầy thầy ta mà nay mo na mạc thấy cả giờ đang nay thầy ta vô ta cùng là giúp phép lâu thầy tục ngày mo bế phục lớn thầy đành thầy ô kênh ô kèo là ô cô mày tình nhìn thấy mò ô cô mê kiểu là ô ma dù lô cả mê mò ô ma áp dù lùn ô ma dù lô cả nhỏ và cô cứ nhận bà mê mò hả? Cái gì? Tắt cửa một cái gì đó. Đi nào. Càng cả ngày càng đi luôn thiếu luôn. Đây, cái câu. Ồ, quay mà chúng ta chỉ dùng mạng này. Hồi lúc mà hậu chúng ta sẽ hâm phát ở khóa gì. Hậu ở cái đầu thẩm sẽ nặng nặng hay gì. Good.
can hậu lưu cân và lấy mó can hậu mà cân tàng đậu phần can khăn đi độ nài hậu khát mư cổ cà mảy cây nì mó mày thay tay á cả linh cồn tay kê mà trước mà yêu lốt mù phục mày mang về mó mư kim và lo chân cha trừ linh là ôm có hòn mư là cùng và mày cùng mày mó mư có hòn mư là tao thầm khả mày ổ mày mó và Thank you.
đâu bồ đồ trang cha mã tội đồ bồ cầm công tôi phật công cha ngã lần thần ẩn tinh nơi thầu kinh bồ tụng bồ thầy về nầy mo trang thần kinh bồ đương khai hồ nài ô hô ô câu là nầy mo và câu câu na hình na hình na câu
Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo nha. Quý vị nhớ bấm đăng ký đón xem nha. Bấm chia sẻ cho mọi người xem nha. Ôi dồi ôi, vừa mới ra bạn này người xem. Ôi dồi ôi. 1.000 người xem. Nghe là những đồ chuẩn bị để chụp bong vào nhá quý nhá.
bãi do để chuẩn bị sẵn này ạ. Bên kia đang thịt lợn để tính khao tổ nhá.